Từ nguồn lực xã hội hóa, mô hình thư viện xanh của trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Cư An, huyện Đắk Bơ vừa được xây dựng và đã phát huy hiệu quả trong việc tìm hiểu kiến thức cũng như nâng cao ý thức đọc sách cho học sinh. Dưới những tán cây, ghế đá có bóng mát, các em có một không gian đọc giữa thiên nhiên, nhiều ánh sáng để đọc sách kết hợp vui chơi, nghỉ ngơi sau mỗi giờ học căng thẳng. Trước đây thì trường em chỉ có thư viện trong nhà, còn bây giờ thì có thêm thư viện ở ngoài trời giúp cho chúng em có thêm không gian để đọc sách. Và thư viện ở ngoài trời có rất nhiều truyện cổ tích và truyện về khoa học, xã hội giúp cho chúng em nâng cao kiến thức và giải tỏa được nỗi căng thẳng sau những giờ học. Trường rất quan tâm đến công tác xã hội hóa, luôn luôn quan tâm đến vấn đề là vận động các mạnh thường quân. Trong năm học vừa qua thì nhà trường đã vận động hơn 1.500 cuốn truyện và các cái vật dụng cho các em trong để các em có thể tiếp cận được những cái nguồn truyện mới trong cái năm học. Nhà trường cũng đã vận động gia mẹ học sinh rồi cùng với giáo viên chủ nhiệm phối hợp rồi hướng dẫn các em đến các cái thư viện để tìm các nguồn sách, để xa rời các cái công nghệ thông tin để cho các em ham đến thư viện. Song song với phát huy hiệu quả của thư viện truyền thống, thì mô hình thư viện xanh là một trong những tiêu chí trong phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đồng thời, với mong muốn giúp các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở nội trú, tại trường, có thêm không gian mở để đọc sách, trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Đồng, xã An Thành, huyện Đắk Bơ đang kêu gọi hỗ trợ sách trang thiết bị thư viện từ các đơn vị, tổ chức đồng hành cùng nhà trường để xây dựng thư viện xanh. Qua đó, khơi dậy văn hóa đọc trong học sinh, giúp các em tăng cường vốn từ tiếng Việt và có thêm kiến thức, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tại các nhà trường. Xuất phát từ một cái địa phương cực kỳ khó khăn của địa bàn huyện Đắk Bơ thì cái quan điểm của nhà trường là cố gắng duy trì cái thư viện truyền thống, bên cạnh đó là phải phát huy, đồng hành, xây dựng được một cái thư viện thân thiện ngoài trời. Bởi vì cái đặc biệt của trường là có 60 em học sinh nội trú, gần như là đại đa số các em là người Ba Na, do vậy cái nhu cầu mà sinh hoạt vui chơi ở thư viện ngoài trời của các em rất là cần thiết. Mục đích chính của nhà trường tạo cho các em có một không gian mở để nhằm các em có sự hứng thú đến trường cũng như là cái việc tiếp cận dần với kiến thức sẽ được nâng cao hơn. Với không gian tươi mới, gần gũi, tạo cảm giác thoải mái cho các em học sinh, thư viện xanh đã phát huy được hiệu quả, thực sự là nơi giải trí, học tập và trau dồi kiến thức của học sinh. Từ hiệu quả của mô hình, hy vọng các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm sẽ tiếp tục cùng các trường trên địa bàn huyện Đắk Bơ nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung thực hiện thư viện xanh để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.